gì dữ vậy? Bà vô nhà tôi được, không lẽ tôi quay bà không được hả? Cái mặt đẹp lắm mà để cho người ta quay cái đây hả? Trời ơi, còn chỗ nào xấu nữa mà ở mà che. Ra đi vậy. Không có lấy đâu. Đâu? Đưa bà về công an rồi lấy xe này chở về công an chứ. Đem luôn hả luôn chứ.